chào mọi người đã quay trở lại với livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Đức Lâm ạ. Hiện tại thì em đang có mặt trong phòng phẫu thuật của bác mọi người ha. Thì đây là thành quả sau 60 phút mà bác Lâm vừa mới hoàn thành xong mọi người ha. Thì các bạn thì tới bác với mong muốn là nâng ngực lên để cho có ngực, để cho tự tin hơn, cho mọi người không có phần to và sexy mọi người ha. Em xin chia sẻ hình ảnh trước khi làm của khách đây ạ. Mọi người coi chung với em ha. Thì hình ảnh trước khi làm của khách thì cái mô tí của Mai Minh khá là teo lét nè. Cái phần mô tuyến trên này mọi người hầu như là không có gì hết luôn mọi người ha. Khách hàng thì mong muốn cái phần này nó nhô và nó căng tròn ha mọi người ha, không có cần size sexy. Cho nên là không, sau khi mà tư vấn và thăm khám với bác đó, thì chị khách nhà em hôm nay chọn size túi 320 đây ạ, của hãng Motiva mọi người nha. Hãng Motiva size túi là size túi 320 ạ, hãng Motiva dòng nano không chip mọi người ha. Thì đây là phần quả sau 60 phút mà bác Lâm phẫu thuật xong đây mọi người. Dạ, chị quay ngang, quay dọc dùm em với nha. Đúng, bây giờ là ngực khá là căng tròn rồi nè mọi người ha. Cái phần màu ngực trên này mọi người khá là nhô rồi, chắc hẳn so với ban đầu mọi người ha. Hình ảnh lúc trước làm và sau làm này mọi người hoàn toàn khác nhau luôn ha. Quay nghiêng đi chị, quay nghiêng đi chị. Quay cái độ nhô này chị. Đây là size túi 320 mọi người ha. Sau khi đặt lên ngực thì trông khá là tự nhiên nè, rất là đúng với mong muốn ban đầu của khách luôn ạ. Chị khách nào mà đang gặp tình trạng giống như chị khách ngày hôm nay của em á thì cứ liên hệ ngay cho bác qua số hotline này mọi người nha, để bác thăm khám và tư vấn miễn phí cho mình nha.